Nè các bạn, cây mận của mình trổ bông nè các bạn. Năm nay hả là mình trúng mối mận luôn, mình có được tới 5-6 cây mận trổ bông luôn. Đã ơi là đã thì chứ, thích ơi là thích luôn. Xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay mình ra ngoài vườn á, mình hái một ít trái dâu, thầy thấy nó chín rồi các bạn. Với lại cũng có một ít cái nho thân gỗ cần ấy làm vàng cho mấy cây dưa, mấy cái cây khoai mỡ nữa. Hôm nay có chị Nga qua, thành ra nhờ chị Nga phụ với mình một tay. Mặc dù mấy cái em này nó không có được lớn trái nhưng mà cũng thích lắm. Năm sau hả là mình sẽ trồng khác nè. Đã ơi là đã cưng ha. Nhưng ít ra là mình không có rải phân gì hết, chỉ là bỏ đất rồi cho nó có trái ăn thôi. Cậy nó đi. Có thằng hơn không, có những trái nó cũng chín bị mùi mềm nữa nè. Mới vừa thấy mới hồng hồng thôi à là phải hái, tại không thôi nữa là nó chín liền liền luôn. Lần đầu tiên trồng mà được những trái đẹp đẹp như vậy luôn á. Hãnh diện thì thôi luôn. Ủa, ai trồng đẹp nhiều năm á thì không biết cái bản thân của mình á, ít khi mình trồng được đẹp vậy lắm. Năm sau nè sẽ khá hơn nữa. Ôi da, này chín 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 này nó chín chín được đẹp. Có con mèo nó đi ở đâu đây không biết. Thúi rồi, bỏ đi. Thôi kìa nè, cũng dễ thương quá hả. Cái trái nè. Ôi da, mê chưa, mê chưa. Đây có mấy trái bự, có một trái bự, trái nhỏ nữa đây. Rồi, rớt cái bự nữa. Xong rồi, xong rồi. Đó, bây giờ hả thì mình xong cái mấy cái em dâu này rồi á, mình sẽ đi thu hoạch nho thân gỗ. Nho thân gỗ ở phía bên kia. Bây giờ nó cũng vừa có trái, mình vừa có bông. Cây này là cái cây nằm trong chậu 25 gallon nha các bạn. Với lại chậm nữa, nó rớt rồi. Hai lờ mờ rớt bông hết. Mình trồng cũng hơi lâu lâu mới có trái nha các bạn. Cũng cả chục năm mới được nhiều trái. Ôi da, chàng ơi bên này cũng nhiều nữa nè, thấy không? Tại vì nằm ở trong lùm á, mình đâu có thấy được đâu. Ây da, nó mất tiêu rồi. Để một mình hái luôn. Bập bập bập. Có đồ đựng chưa? Có rồi. Cột cái cây lên lỡ tay. Ê hả? Ây da, nghe trong này nè, nghe chui vô nè, nghe trong này không có đợi nón được luôn. Nón em rớt ra nè. Đèn vũ 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 quá chừng. Ôi ôi, cái này là nhắm mắt hái nha. Nhắm mắt. Đâu rồi? Đó đó đó, để em cầm ra. Nó là coi, cái chị nghe phụ hái chứ không phải. Cái này mới hái đá tay nè. Vậy nó còn cứng nè. Cứng thì còn ăn ngon. Cái nhánh này đã nghe nha, mà nó đang có bông đó chị nghe thấy không? Đúng rồi. Nó ra mấy đợt luôn rồi. Mấy đợt luôn á.
cái nhánh hướng bên này hái cho xong. Ừ. Tại đây là hàng sớm. Ừ. Cái này là nằm ở trong chậu á, chứ nếu ở ngoài nó còn ngoài mình mà có chỗ đó, mình bỏ xuống hen nó sẽ đầy đủ cho nha, coi kiểu nhiều lắm á. Đúng rồi, tại vì giống như cây phía sau nha. Ừ. Này nó không đủ đất á, nó móc ra ruộng á, đổi cho nó bự hơn chút xíu. Này đổi thùng bự, thổi thùng bự là có cũng có lý lắm. Rồi mấy trái mập mập hái. Bên đây hái cho nó hết. Mẹ nghe ha. Ở dưới góc này nha. Quên nè. Bông rồi nè. Bông nó có chừng bông luôn. Nên hả nó có trái hả mấy mùa trong năm lận á nha. Làm như là quanh năm mà. Nó lớn rồi cái khác lớn, cái khác lớn. Đó. Hồi ừ, nãy mình hái mà mình chưa biết cái cây này nó ngọt hay chưa nữa, nhưng mà chắc ngọt á nha. Ngọt không nha? Hai chú lẹ rồi. Ngọt. Vậy là mùa này hái được rồi. Ngọt. Đây, hôm nay mình ghé thăm mấy cái em khoai tím, khoai mỡ tím. Hai củ là lên, hai củ mình nó lên mập ù nè. Trời ơi cưng quá. Năm tới chắc là đã lắm á. Bây giờ mình chuẩn bị làm vàng cho các em này nha. Bây giờ mình sẽ vô một cái này nha các bạn nha. Bỏ cái khung vô nè. Cái này là bổn củ soạn lại thôi. Coi chừng đâm lũng á nha. Gì? Hay lắm nha, khi mà có cái khung vậy hắn cái tự động nó leo lên à. Mình không có cần bắt cái gì hết trơn á. Này mình đưa qua đây quá à. Đó, bây giờ mình sẽ tiếp tục những cái khâu kế. Đó, thì là sắp xong rồi đó các bạn. Nặng hen. Đó, vậy mới kêu chị chứ không em làm đâu. Rồi cái đau cái đầu là bỏ. Trời ơi. Như thế. Sao mình dơ quá. Đó là cái củ sơn hào tím nha các bạn. Củ này đẹp hơi gái hơn chút nè. Nhưng mà sao nó dày thòn vậy không biết nữa. Cứng rồi hả? Nghe cái này á, cái về bào cái vỏ ra, cái sắc xào lên ăn y như củ sao su mình nha. Cũng ngọt lắm. Su tím hả? Đem lát để em về hả cho chị chính chị làm ăn thử. Nhỏ ạ. Nhỏ đi. Cái này hôm trước mình gieo nè các bạn. Gieo cái để luôn, không có cắt, không có nhổ. Củ này thì nó không có được bự. Cái này lặt cái cho nhanh mình ra nó xấu gái vậy á. Chứ thường thường là người ta cắt á. Thơm nghe, nghe mùi không? Nghe, cái mùi thơm. Cái mùi thơm á. Thôi vậy mà chị nói cái củ nằm dưới thì sao không thấy cái củ đâu á. Hay vậy nó nằm trên này. Đó, củ su hèo nó nằm trên đó đó. Này còn bên kia cũng mớ nữa mà thấy nó cứng quá đi chứ không phải hổm rầy em nhổ rồi. Ở đâu? Ở sau phía sau kìa còn cái ruộng nữa. Cái này nè nha biết không, thường thường em làm xong ha, cái em dọn rồi cái là em làm đất mới để em trồng cái khác. Đó, này là được mấy củ rồi nè. Làm này chị Nga thử đi, bưng nha chị Nga sẽ thấy nó nặng lắm, không phải nhẹ đâu. Để không đây phải dễ anh làm đâu. Lấy đều đựng như thùng rác. Này có dưa leo nữa nè. Đó, chơi vậy luôn đi, đợi lát mình cắt sao. Chứ coi bộ ngại quá rồi. Thợ cái nó xấu gái vậy nè. Xấu quá, xấu luôn. Có củ bự nghe, cũng có củ bự. Nghe mình mạnh tay quá à. Nhỏ mình quay không kịp luôn. Thôi cái này đẹp dữ vậy. Cái này giống em mà nghe. Cái này giống em nha. Này mới giống nghe nè. Đó, nó nghe tại đây là nó uống đồ uống đồ này là nghe nè. Đó. Không cái này mới nghe nè, tao nó ú ì nè, đó. Nó nghe đây. Nè. Đó, này nghe đây.
Mà cái này dẹp hết bọn ta trồng cái khác chứ. Nó ra thì dẹp bằng trồng cái khác. Nhỏ coi như là cho nghe một nó dẹp thôi. Đó, không bao lâu. Thấy chưa? Không bao lâu là không nó có mất thời gian. Đối với nghe là không mất thời gian. Nghe là không mất thời gian. Rồi cắt đi nha. Ồ cái này dục đi. Ờ cái đó không ăn không được thì dục. Bỏ đi. Để đem đi. Để mình ngang cái cắt bỏ vô, cắt bỏ vô vậy thôi. Cái này ăn được không? Nghe thấy cái nào ăn được thì mới lấy, còn không được thì bỏ. Thế là chắc bỏ đi. Ừ. Sâu vô tới tầng này rồi. Mình dư giả mà. Mình dư giả mà. Đó, nghe thấy là mấy lần em cắt không được, em ghét, em để luôn. Mày phải hai tay. Ừ. Bữa em mua cái em đưa cho con, em kêu cho con Ti, con Ly Đình nó trồng. Cái đó nó con trồng ốm rờ mà con không trồng ở đâu. Mà thiệt cũng dễ ốm quá nghe ha. Đúng rồi. Dễ ăn đâu nha. Ừ. Mà sao người ta trồng hay vậy không biết nữa. Lá giòn cái hụ. Mà nó thơm nghe ơi. Em nghe cái mùi thì em thích lắm. Có mấy con chim nó kêu nha. Chim kêu dưỡng hú biết nhà má đâu. Nhỏ quá. Đúng rồi, cái nào ăn thì lấy, còn nào không ăn bỏ cũng được nha. Đúng rồi. Để mất công nặng. Lấy làm gì? Rồi sao mà ốm nhất cao nhồng vậy. Rồi nứt luôn rồi uổng quá. Nhưng mà nó thơm, nó ngọt. Nha, cái này nghe làm gỏi cũng được nữa. Ừ. Cắt ra sợi sợi hả, giống như su vậy, cái trụng qua nước sôi. Rồi cái làm gỏi ăn à, bà nội Jennifer làm gỏi ăn bá cháy bù chét luôn. Rồi xong rồi đó các bạn, hỏi Nga mình hả, trồng em trồng đó hả, gần 3 tháng à. Nga quốc trong vòng hả một nốt nhạc là xong. Xong rồi các cô chú các anh chị ơi, cảm ơn các cô chú các anh chị đã xem video của mình nha. Xin chào tạm biệt.